Rồi, xin chào quý vị. Hôm nay là tôi giới thiệu cho quý vị là cái Venturi 34 sử dụng cho cái những cái hồ nhỏ. Đây. Hai khớp đây tôi đang làm, chưa ráp lại. Rồi này. 34. Ống lấy hơi là 12. Ok. Đây là cái phần đầu tôi ráp vô. Nào nó về phần đầu này. Ráp vô. Đó, nó thành Venturi này. Đặc biệt cái Venturi này là đường đấy. Cái Venturi này sử dụng cho cái bể khoảng từ 50 đến 100 khối. Cả cái nước ngọt và cả cái nước mặn, rất là ok. Cho hồ nuôi cá giống, ươm giống và cá giống ươm giống và tôm giống. Mình có làm cái video clip để test thử nghiệm cái đây rồi và oxy chỗ đó rất tuyệt vời. Nó hình dạng nó. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ chúng tôi. Xin chào, tạm biệt.